nữ 1982 nhâm tuất cung mệnh cung càn nạp âm đại hải thủy một hợp kỹ hôn nhân không nên kết hôn vào năm 18, 24, 30, 36, 42 tuổi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kết hôn với người tuổi nhâm tuất bính dần mậu thìn canh thìn cuộc sống hôn nhân bình thường kết hôn với người tuổi quý hợi kỷ mùi tân mùi cuộc sống hôn nhân khó khăn kết hôn với người tuổi đinh mão tân dậu hai hợp kỵ tuổi làm ăn tuổi hợp nhâm tuất bính thìn mậu dần tuổi kỵ giáp tý ất sửu canh ngọ bính tý đinh sửu mậu ngọ ba tuổi hợp kỵ tổng quát tránh năm tam tai đối với tuổi theo năm sinh cụ thể còn phải tính nếu không phạm thọ tử thì mới được các tuổi phạm là thân tý thìn gặp dần mão thìn tuổi dần ngọ tuất Gặp thân dậu tuất, tuổi Tỵ dậu Sửu gặp hợi tí Sửu tuổi Hợi Mão mùi, gặp Tỵ ngọ mùi. Tránh năm kim lâu, lấy số tuổi âm lịch chia cho 9, lấy số dư ngoài số 1, 3, 6, 8, những năm phạm kim lâu. Tránh các tuổi phạm địa sát, thọ tử, hoang ốc, năm 20, 22, 25, 31, 34, 40, 43 tuổi ngoài ra còn phải tránh hạn thái tuế theo năm sinh như người tuổi nhâm tuất đến năm canh tuất phạm thái tuế 4. hướng tốt theo bát trạch hướng chính tây càn được phục vị ở vị trí tuất hướng đông bắc cấn được thiên y ở vị trí dần hướng tây nam khôn được phúc đức ở vị trí mùi thân hướng chính tây đòi được sinh khí ở vị trí canh hướng nhà cổng cửa bàn thờ giường nằm cửa bếp tây bắc tuất đông bắc cấn tây nam mùi thân chính tây canh hố ga nhà vệ sinh bếp nấu chính bắc nhâm quý chính nam đinh